Hôm 19 tháng 3, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội đang bước vào giai đoạn 3 ứng phó với dịch COVID-19. Cùng với thông báo đó, ông Chung cũng khuyến cáo người dân từ nay đến cuối tháng 3 hạn chế ra đường. Ngoài ra, ông cũng công bố học sinh sẽ tiếp tục nghỉ học đến ngày 5 tháng 4 năm 2020. Động thái cứng rắn đầu tiên của giai đoạn 3 được Chủ tịch Hà Nội đưa ra đó là đóng cửa phố Tạ Hiền đến cuối tháng 3. Phố Tạ Hiền được coi là phố không ngủ, nơi hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, quán bar và là nơi tập trung đông du khách trong và ngoài nước. Một ngày sau lệnh đóng cửa, con phố đông đúc đã vắng hoe người. Đi về bảo vệ sức khỏe cho mọi người con ạ, bảo sợ lắm. Thế này tốt quá. Nếu mà không làm như thế này mà nó mà lây lan ra thì mỗi mình khổ thôi. Đó. Cái này các chú thích quá. Bây giờ bọn chị là thiếu hiểu biết, mà dịch là ở nhà nước là ra cái kiểu ý là cái quy luật gì thì bọn chị chấp hành theo quy luật đấy. Còn nói thật mấy em là chết đói đấy. Nói chung là không có khách luôn. Không khách, tuyệt đối không có khách luôn. Nghỉ hết ai đến đây đâu. Việt Nam thôi mà nước ngoài không có. Trước đây, việc chống dịch bắt đầu vào giai đoạn 2. Khi ca nhiễm thứ 17 được phát hiện sau 23 ngày, Việt Nam không có ca nhiễm mới. Người đứng đầu chính quyền Hà Nội từng cho rằng Hà Nội có thể sẽ cách ly toàn thủ đô nếu dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và số người nhiễm tăng nhanh. Người dân Hà Nội đã có nhiều ý kiến xung quanh phát biểu của Chủ tịch thành phố. Nếu mà dịch bệnh nó phức tạp thì phong tỏa cả thành phố thì cũng phải sẵn sàng để phòng chống thôi, sẵn sàng để chuẩn bị để cách ly tại nhà. Đương nhiên là sẽ bị cách ly hoặc là không ra ngoài đường thì mới là của các cơ quan thẩm quyền nhà nước thôi. Thì mình là người dân, mình phải chấp hành những cái đó thôi. Vấn đề này chưa rõ lắm, là vì ở trong thành phố mình vừa rồi cũng bị mấy trường hợp đấy, nhưng còn ở bên này thì chưa trường hợp nào cả. Mạng sống của cộng đồng là chính chứ. Mình phải lên công an, người ta đã nhảy vào, người ta làm là mình phải lên hỗ trợ. Nhất trí cái thì nhất trí thôi. Mình phải theo người ta thôi. Thế là Việt Nam mình nó sẽ làm được. Theo ông Trung thì đây là giai đoạn đầy thử thách và nguy cơ ẩn chứa ở nơi công cộng rất cao. Thời gian cao điểm theo dự đoán của Chủ tịch Hà Nội sẽ là 3 đến 4 ngày đến, hoặc có khi kéo dài đến những ngày đầu tháng 4. Ông thì chuẩn bị tình huống rồi, nhưng mà còn mình phòng thôi, còn chưa biết thế nào được cả. Đấy, vì tiếp xúc của mình với những người có bệnh thật mình không biết được. Thấy mọi người dân cứ đi mua ai nào là hết thùng nọ thùng kia, rồi gạo thóc long về mình thì không. Đơn giản đó, nó chỉ trong 1-2 ngày thôi chứ làm sao mà nó mãi được, đúng không? Đó đấy, như hôm nọ ở trong này có vụ đấy thì đồn lên chỉ trong vòng 1 ngày thôi. Nhưng xong ngày sau lại im ngay, không có gì đâu. Lại đồ uống, ăn thức uống bình thường. Chứ bây giờ chữ về, ví dụ như chữ thì nó có một mức độ thôi. Nhưng mà dân tham quá thì lấy về nhiều, nhưng mà đến cuối cùng người sau đến đâu còn gì nữa đâu. Không còn cái gì luôn. Có cũng chuẩn bị gọi là thuốc đến đâu mình chuẩn bị đến đấy thôi. Nếu mà tình hình căng thì mình cứ theo công an ra, mới chính quyền địa phương ra chỉ đạo nào thì mình cứ theo thôi. Cũng phải đi chuẩn bị mua đồ với để trong tủ ấy, để phòng dịch bệnh. Em cũng vẫn sinh hoạt bình thường, nói chung là mình sống chung với dịch bệnh thôi. Nhà mình thì cũng chưa, nhưng mà tin chắc là ở khu vực này người nước ngoài nó ít đến. Mà những người cái vùng dịch là chưa có thì mình cũng yên tâm, mà cũng không hoang mang lắm. Hiện Hà Nội có 20 trường hợp mắc COVID-19. Phần đông các bệnh nhân mắc dịch đều bị nhiễm từ châu Âu và Mỹ, trong đó có 2 ca đang trở nặng. 2 ca này đều lây nhiễm từ bệnh nhân thứ 17, ca nhiễm đầu tiên ở Hà Nội và hiện đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Hà Nội.